Bây giờ xin mời bà con mình nghe một bài viết của Hồ Ngọc Danh, Giai thoại Bùi Giáng. Trên đời chỉ có một người vô tiền khoáng hậu, bao lời khen chê. Hắn nhớ lại có một người nào đó bình phẩm: nếu như nhà thơ Phạm Công Thiện đứng ở trên chót vót tầng mây, thì lại có một người ở tận đáy cùng ống cống trong thành phố, đó là thi sĩ Bùi Giáng. Viết về Bùi Giáng không bằng đọc Bùi Giáng, đọc Bùi Giáng không bằng giao du với Bùi Giáng, giao du với Bùi Giáng không bằng sống như Bùi Giáng, mà sống như Bùi Giáng thì không thể nào được. Con đường Ngô Tùng Châu mà bây giờ đã được đổi tên thành Nguyễn Văn Đậu, gần ngã tư Xóm Gà. Ôi cái ngã tư thân thương, mà cái bài Xóm Gà Tan Giấc, Phạm Công Luận đã khiến hắn trằn trọc ưu tư. Đến khi được thưởng thức tiếp, con người có số, đoàn dự, thì cái hoài niệm ngày xưa lại càng mãnh liệt. Hãng nước đá, chùa Pháp Vân, mà đối diện là một hẻm lớn thông qua chùa Liên Ứng, chùa Già Lam. Trong hẻm có những ngôi nhà đặc biệt, cư xá Thanh Bình, cư xá văn nghệ sĩ. Hồi xưa, hình như có cả ông Phan Khôi, ông Tản Đà và ông Ngô Tất Tố. Thời hiện đại thì có Văn Hường, Tùng Lâm, Trang Thanh Lang, Lê Dinh, Nhật Tiến, ông bà Thúy Nga Paris và nhất là một người trung niên thi sĩ Bùi Giáng cư ngụ. Con đường này Tấm Tình Tang cũng đi qua đi lại nhiều lần, tại vì bà nhạc của Tấm Tình Tang ở tại đó. Cái danh từ Xóm Gà đầu tiên phải nói là do thi sĩ Tản Đà viết: Xóm gà tan giấc rặng vườn ô, tối đến Nha Trang rượu một hồ. Nhưng mãi đến thập niên 80, có người nhắc lại cho nên dân Sài Gòn mới biết: Sài Gòn bất tận ngoại ô, Xóm gà Bình Thạnh sóng mơ chuồng bò, ghé thăm chuồng ngựa quanh co, chạy về thẳng tóc viếng chùa Già Lam. Thơ Bùi Giáng. Hắn có thằng bạn mà bà chỉ ở ngay cái nhà đối diện với ông. Hàng rào bằng lưới chống B40 phủ kính lên tận nóc. Cạnh hiên nhà là một cái đi văn chất lũ khủ chăn màn quần áo sách vở. Đây là gian sang của ông. Hòa hoàng lắm, hắn mới thấy ông ở nhà. Những lúc không có ông, hắn mới dám ghé vô để nói chuyện với đứa cháu gái, gọi ông là chú. Cô bé tên Hoàng, nhỏ hơn hắn 3 tuổi. Và nhờ cô này hắn mới biết ông là thi sĩ Bùi Giáng. Nói đúng ra, hắn gặp ông rất thường, nhưng ở cái tuổi 17 thì hắn đâu đủ trình độ để thưởng thức văn thơ của ông. Những lúc kẹt xe ngay ngã tư, ông thường ra tay nghĩa hiệp, đứng giữa tâm lộ, tay cầm cây gậy trúc phân luồng giao thông. Có nhiều xe không dám chạy vì cái bộ dạng của ông quát tay đủ kiểu, chỉ bên này trỏ bên kia. Đến lúc cao hứng thì ông lại cho cả bốn ngã đều được phép chạy, rồi ông ôm bụng cười thỏa thích. Xin chào nhau giữa con đường, mùa xuân phía trước, miên trường phía sau. Chào thơ Bùi Giáng. Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay. Bùi Giáng. Đây mới đúng là thơ của ông, bởi vì đôi khi hắn thấy một bài thơ thật dài, mà chỉ rõ ràng mấy câu đầu thật điêu luyện. Còn lại những câu sau thì rất bình thường, văn phong thật sự khác hẳn. Bay về ở chín tầng cao, con chim giả biệt quên chào mái hiên. Bùi Giáng. Hoàng chỉ mới 14-15, không biết nhiều về ông chú tài ba của mình, còn hắn cũng chỉ 17, nên không quan tâm ở những chuyện ngoài tầm tay cùng ý nghĩ thiển cận. Hoàng kể sơ cho hắn biết về những tài năng tự học không qua trường lớp đào tạo nào, nhất là cái khả năng tinh thông nhiều ngôn ngữ của ông, kể cả những ngôn ngữ khó học như tiếng Hán, tiếng Đức. Cái vốn ngoại ngữ siêu việt này được thể hiện bằng một buổi gây lộn với một người hàng xóm, mà ngày trước cũng là học trò và cũng là đồng nghiệp của ông. Cạnh nhà Hoàng là nhà Tâm, người bạn thân thiết nhất của tuổi dậy thì. Ba Tâm là trung tá đang học tập cải tạo. Mẹ từng phụ giảng tại Đại học Văn Khoa, cùng thời ông dạy ở Vạn Hạnh. Cuộc sống bi thảm sau 75, mặc cho phường khóm đốc thúc đi kinh tế mới, mẹ của Tâm vẫn chống đối kịch liệt.
Sau giờ đi làm, về nhà là đóng cửa tụng kinh niệm Phật và đôi khi tự lên đồng một mình. Tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng ngân nga tụng niệm đã làm ông khó chịu. Vì thế ông không thể ở nhà mà hay ra đường là thế. Và cho đến một ngày, có lẽ không thể nào chịu đựng nổi, ông đội cái mũ gắn lông gà, lông vịt, nhảy múa theo tiếng tụng, tiếng mõ. Mới đầu ông chỉ nhảy và đưa tay chỉ trỏ. Không ngờ mẹ tâm bị sốc, bèn sổ ra một tràng tiếng Pháp chửi. Ông trố mắt nhìn và như bắt trúng tần số. Ông khoái chí trả lời lại cũng bằng tiếng Tây. Đối lý mẹ tâm đổi qua tiếng Anh rồi thì ông cũng chơi luôn tiếng Anh. Sẵn đà ông làm luôn mấy thứ tiếng nước ngoài cùng một lúc. Trong đó có cả tiếng Tàu và tiếng Đức. Mẹ của Tâm không nói được, vội vã đóng cửa lại và không dám nhìn mặt ông nữa. Có một lần Hoàng nói với hắn rằng, sau vụ cháy nhà vì mất nhiều tài liệu bản thảo cùng di cảo mà ông đã sưu tầm, nên ông buồn đâm ra quẫn trí. Người ta nói ông điên, đem vô dưỡng trí viện Biên Hòa. Khi được ra, ông trả lời, vào trong đó rồi mới thấy tụi nó điên vào bậc thượng thừa, mình sợ quá nên quên điên luôn. Ông điên từ một lần đầu tới lần đuôi đứt ruột rầu rĩ đau, tuyệt vui biển cạn sông sâu, bụi hồng tản mát trước sau bây giờ. Điên Bùi Dán. Hay, tôi xin chúc cùng si để sáng suốt, tôi đôi mù để thỏa dạ yêu em. Bùi Dán. Nhưng khi đọc lại bài thơ này, hắn mới thấy cái điên tuyệt vời của Bùi Dán. Hỏi tên trăng biển xanh dâu, hỏi quê trăng mộng ban đầu rất xa. Gọi tên là 1, 2, 3, đếm là diệu tưởng, đo là nghi tâm. Thấy ông sống một mình, hắn hỏi Hoàng và được biết ông có vợ từ hồi còn trẻ, do cha mẹ ở dưới quê đồng ý hôn nhân. Mặc dù chỉ sống gần 3 năm, nhưng ông rất thương yêu và mặn mà tha thiết. 7 năm sau vợ ông mất, rồi ông đi kháng chiến, rồi ông bỏ rừng trở về quê để đi chăn dê chăn bò. Anh vẫn tưởng đầu đường thương xó chợ, có ai ngờ xó chợ cũng thương nhau. Hồn tan vỡ song đôi trong hơi thở, ôi đầu đường, ôi xó chợ nơi đâu, là nơi đó chốn kia anh rất rõ. Trong máu me từng khoảnh khắc sơ đầu. Tình thứ nhất. Tuy giây phút hấp hối không có ông bên cạnh, nhưng lúc đưa tiễn bà vào lòng đất, ông Bùi ngồi thổn thức. Em chết bên bờ lúa, để lại trên lối mòn một dấu chân bước của một bản chân bé con. Anh qua trời cao nguyên, nhìn mây buồn bữa nọ, gió cuồng mưa khóc điên, trăng cuồng khuya trống gió. 10 năm sau xuống ruộng, đếm lại lúa bờ liền. Máu trong mình mòn rỗng, xương trong mình rã riêng. Anh đi về đô hội, ngắm phố thị mơ màng. Anh vùi thân trong tội lỗi, chợt đêm nào gió bờ nọ bay sang. Khóc vợ. Chùa Pháp Vân nằm cách nhà ông khoảng 400 mét. Có lần ông vào chùa viết sơ về lý lịch của mình và nhất là những đoạn sau. Bình sinh mộng tưởng vấp phải niềm thương yêu của Kim Cương Nương Tử, Hà Thanh Cố Nương và mẫu thân Phùng Khánh. Cũng nên nhắc lại rằng, ngoài người vợ mà ông một mực yêu thương do cha mẹ hai bên ở Quảng Nam định sẵn khi ông tròn 19 tuổi, 3 năm sau, 1948, vợ ông qua đời trong lúc ông không có ở bên cạnh. Thi sĩ Bùi Dán còn có rất nhiều bóng phụ nữ trong văn thơ của ông. Thứ nhất phải kể đến một hoa hậu đầu tiên ở Việt Nam năm 1957, Hoa hậu Thu Trang, Công Thị Nghĩa, một gián điệp cộng sản, người mà ông đã viết. Trang của tờ giấy cũ, của vần tóc ban đầu, trang của hồi vàng tụ, về mệt mỏi mai sau. Anh nhớ em vô cùng, đất sầu không kể xiết, anh kêu gọi mông lung, trang ồ trang rất tệ. Và có lẽ nổi tiếng nhất là bài Mắt Buồn, vì trong bài có nhắc đến hai chữ Trang và Thu. Có lẽ khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dùng hai câu cuối của bài thơ để phổ nhạc, con mắt còn lại cũng không thể đoán được cái ẩn ý của ông khi diễn tả một câu thành ngữ xưa, gái một con trong mòn con mắt, mà lại nghĩ rằng hai con mắt để một con nhìn đời và một con mắt còn lại để khóc đời.
Bóng mây trời cũ hao mòn, chim bao náo động riêng còn hai tay. Tấm thân với mảnh hình hài, tấm thân thể với canh dài bão giông. Cá khe nước cổng lên đồng, trộn hoang mang khóc đêm mộng một viên. Ta từ tháng chạp quay nghiêng, ẩn trang lịch sử thu truyền miên thôi. Bỏ trăng gió lại cho đời, bỏ ngang ngựa sống giữa lời hẹn hoa, bỏ người yêu bỏ bóng ma, bỏ hình hài của tiên Nga trên trời. Bây giờ riêng đối diện tôi, còn hai con mắt khóc người một con. Có lẽ bùi giảng si tình nhưng không thổ lộ ra, mặc dù hoa hậu Thu Trang đã có một đứa con, nhưng vẫn còn độc thân, cho đến khi bà sang Pháp và ở luôn bên ấy. Không biết trời tròn hay méo, chỉ hôm nay là khoe sắc hôm nay, trời bên kia nhan sắc ở bên này, cái ẩn ý này chỉ có hai người hiểu. Người thứ hai có lẽ rất nhiều người đã biết, vì cái ngày cuối cùng ông nhắm mắt xuôi tai là người này đã đứng ra làm người chủ tang cho ông. Và những lúc ông còn ở trong hẻm cư xá Thanh Bình, bà con lối xóm ùn ùn kéo đến nhà để xem mặt kiều nữ Kim Cương. Có một nhà thơ diễn tả tình yêu bằng một câu bất hủ: anh yêu em như Bùi Giảng yêu Kim Cương. Đây là câu nói để chứng minh rằng tình yêu này cao thượng, không vụ lợi, không đòi hỏi sự đáp trả, chung thủy nhiệt tình. Bùi Giảng gặp Kim Cương lúc ông đã đi dạy học. Bài đầu tiên ông đã viết: vô ngần tao ngộ đầu tiên, em bao giờ biết anh phiền ưu sao. Yêu em từ những kiếp nào, về sau cũng niệm nguyên màu ban sơ. Và từ đó lâu lâu lại xuất hiện thơ của ông: kể từ tao ngộ đầu tiên, Kim Cương vô tận thuyền quyên vô cùng. 40 năm ấy lẫy lừng, âm thầm tưởng niệm lạ lùng giai nhân, trái tim thiết thạch vô ngần. Từ tam thu tới tử phần hôm nay, yêu nhau từ bảy tới nay, xiết bao tâm sự từ ngày qua đêm. Thưa em, nương tử dịu mềm, 40 năm lẻ êm đềm vô biên, làm thơ tiếp tục yêu em, ồ Kim Cương ạ, êm đềm vô song. Kể từ lịch kiếp long đông, anh điêu tàn tới thông dong bây giờ, cũng những thấm thía rây rứt. Kính thưa công chúa Kim Cương, trẫm từ vô tận ven đường ngồi đây, tờ thơ rất mực mỏng dày, làm sao định nghĩa đêm ngày yêu nhau. Tình yêu của Bùi Giảng quả thật có một không hai trên cõi đời này, yêu cho tận cuối của cuộc đời. Bài thơ cuối cùng ông gửi Kim Cương trước khi từ giã để vĩnh biệt ra đi là: thương yêu có lẽ như là nghi ngờ nhau mãi vẫn là Kim Cương. Ông đi đau xiết vui buồn, một mình ở lại muôn trùng em yêu. Nhưng cái cách yêu kỳ quái của ông đối với Kim Cương cũng độc đáo khác thường khi ông viết: nếu ngày sau tôi chết đi mà cô không thể nhỏ cho một giọt lệ nước mắt nào, thì cô có thể nhỏ cho tôi một giọt nước tiểu cũng được. Ở suối vàng tôi sẽ ngậm cười mà đón nhận. Và di bút cuối cùng mà Kim Cương vẫn giữ mãi mãi: cô Kim Cương yêu quý, kể cũng gần 50 năm quen biết và yêu mến cô. Đó là hạnh phúc lớn đi suốt đời tôi. Sau này cô cao hứng đến nhà viếng thăm tôi. Ấy thật bất ngờ, rủi ro lần đầu tôi say rượu chẳng biết gì cả. Lần thứ nhì tôi tỉnh táo, tâm hồn thoải mái như được cùng tiên tái ngộ. Mấy ngày trời cứ dở mấy tấm ảnh chụp chung với cô, gương mặt cô càng ngày trông càng lạ. Mấy đứa cháu gái, cháu ruột, cháu dâu, chúng xúm xích trầm trồ. Cô Kim Cương ngoài đời trông đẹp hơn trên tivi, lạ quá, lạ quá. Gương mặt cô có nét hồng hậu, trung hậu dịu dàng, ai ai cũng nhận thấy thế. Hình như sau này cô gặp hạnh phúc lớn hay sao mà bỗng nhiên trông cô càng trẻ hơn xưa nay. Lúc trước đọc báo nghe cô nói có ý mua cho tôi một cái nhà, tôi cảm động đến ngẩn ngơ. Giữa đêm tỉnh giấc còn âm ỉ khóc lóc một mình, nhưng cô nghĩ xem làm sao tôi dám chấp nhận. Tôi vốn già điên say rượu, ở với tụi cháu xâm vầy mấy chục năm nay. Chúng quen thuộc tính nết tôi rồi, chúng vui vẻ hân hoan chịu đựng.
Nhiều lúc tôi lại có ý chọc cho chúng la gầy để nghe cho vui vẻ cái lỗ tai, đỡ buồn hiu quạnh. Tuổi già tôi có được đôi ba bạn thân và còn giữ được tình nghĩa của cô, thì thử hỏi còn gì tốt đẹp hơn nữa. Xin mời cô thỉnh thoảng ghé lại nhà coi như đi nghỉ mát. Chỗ tôi ở có thể gọi là một thôn xóm thơ mộng. Ai ai cũng vui vẻ, thân mật, hiền lành, ít xảy ra ồn ào náo động. Đúng là nơi sinh hoạt lý tưởng. Được nhìn thấy cô là tự nhiên hết buồn, hết điên, hết say rượu. Chúc cô suốt đời sung sướng. Bùi Giám, 1998. Thật ra trung niên thi sĩ Bùi Giám có trong lòng rất nhiều người đẹp, bởi vì ông đa mang và đa cảm. Trong tâm thức của ông họ là những người đẹp của cả một thế giới, điển hình là Nam Phương Hoàng hậu, tài tử Marilyn Monroe và một vài người nữa mà ông từng gặp, nhưng riêng hai vị đã quy y dưới đây. Ca sĩ Hà Thanh và ni sư Trí Hải, tức Công Tằng Tôn Nữ Phùng Khánh, khác hẳn với kiều nữ Kim Cương và Hoa hậu Thu Trang. Ông một lòng tôn kính và trọng vọng. Một tình cảm nhẹ nhàng, nửa thiệt nửa giả, nửa thanh tao nửa tục lụy. Có lẽ ông đã nhìn ở nơi ca sĩ Hà Thanh nên viết rằng: đi về phố rộng mà ra, đi tu giản dị cô Hà Thanh ơi. Mà quả đúng như ông tiên đoán, vài năm sau ca sĩ Hà Thanh đã quy y với một đồng nghiệp của ông từng dạy ở Đại học Vạn Hạnh, thiền sư Thích Nhất Hạnh. Hỡi mẫu thân Hà Thanh, mẫu thân tên thật là gì? Tên thật của tao là Lục Hà. Hỡi mẫu thân Lục Hà, lúc mẫu thân đẻ con ra đời, mẫu thân cảm thấy thế nào? Tao cảm thấy rất đau lòng. Tại sao đau lòng? Vừa mới sinh mày ra đời, mày đã già nua đến thế. Làm sao tao còn có thể ẵm mày vào lòng cho mày bú hở con? Trong những câu thơ về ni sư Trí Hải, ông nhớ đến người mẹ mang nặng đẻ đau của mình. Nó giống như câu ca dao mà ai cũng thuộc lòng, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nên ông đem lòng tôn kính và thường gọi mẫu thân Phùng Khánh. Điều ông nể trọng chính là sự thông thái và ngộ đạo không như chính bản thân ông, tự cho là mình điên. Ni sư Trí Hải thuộc dòng dõi Tuy Lý Vương, người Huế, người dịch một quyển sách nổi tiếng của Hermann Hesse, Câu Chuyện Dòng Sông. Có lẽ đây chính là một nguyên nhân ông tôn sùng. Có lẽ vì quý mến ni sư Phùng Khánh, nên nhân một dịp viếng chùa Dược Sư trên đường Lê Quang Định, ông ghi bội một bài thơ tuyệt tác để cảm ơn cái lòng quảng đại của các sư cô. Đi tu thứ nhất ở chùa, thứ nhì ở tận cuối mùa lang thang, Dược Sư thơ mộng vô vàng, sầu lên bút tận mây ngàn tầng thân. Có người giải nghĩa rằng câu 1 và câu 2 coi là bình thường nhưng không bình thường. Nó nói về tục đế và chân đế. Trong tục có chân, trong chân có tục, tương phản lẫn nhau, giống như chữ sắc sắc không không của đạo Phật. Nhưng có lẽ hai chữ tầng thân có nghĩa là luôn luôn rên rỉ, nói về thân phận con người đúng như số phận của ông vậy. Nghe tin con chết giữa đường, mẫu thân Phùng Khánh càng thương con nhiều. Con bèn tái điệp dấn liều, chết thêm một trận hoang liêu sông trùng. Mẹ càng bất tuyệt nhớ nhung, ngày đêm mẹ khóc vô cùng vì con. Hoặc con về vũ áo đười ươi, nực cười Trí Hải ngậm ngùi mẫu thân. Đẻ con một trận vô ngần, mẹ còn đẻ nữa một lần nữa thôi. Mẫu thân Phùng Khánh tuyệt vời, chiều xuân thơ mộng dưới trời bước đi. Thơ điên. Trong những ngày cuối đời, ông uống rượu rất nhiều, khi say, khi tỉnh, khi mộng ảo, khi hiện thực và đã sáng tác. Uống xong ly rượu cuối cùng, bỗng nhiên chợt nhớ đã từng đầu tiên. Uống như uống nước ngọc tuyền, từ đầu tiên mộng tới phiền muộn sau. Uống xong ly rượu cùng nhau, hẹn rằng mai sẽ quên nhau muôn đời. Em còn ở lại vui chơi, suốt năm suốt tháng suốt nơi lan tràn, riêng anh về suốt suối vàng, trùng phùng Lý Bạch nghênh ngang tản đà. Em còn ở với Sơn Hà, anh còn mất hút gần xa mất hoài. Trước khi dứt bài có một chuyện mà bây giờ hắn mới biết,
Đó là ông đã dịch một bài thơ bất hủ và người ta mới biết đến một loài hoa, hoa thạch thảo. Bài này càng nổi tiếng hơn khi Phạm Duy phổ nhạc thành ca khúc Mùa Thu Chết. Lời vĩnh biệt, Bùi Giáng Dịch. Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa, mộng trùng lai không có ở trên đời. Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi, và nhớ nhé ta đợi chờ em đó. Đã hái nhành kia một buổi nào, ngậm ngùi thạch thảo chết từ bao. Thu còn sống sót đâu chăng nữa, người sẽ xa nhau suốt điệu chào. Anh nhớ em quên, và em cũng quên rồi khoảnh khắc mộng xuân xanh. Thời gian đất nhạt mờ năm tháng, tế nguyệt hoa đà nhị hoàng tam. Mùa thu chết liễu nhớ chăng em, đã chết xuân xanh suốt bóng thềm. Đất lạnh quy hồi thôi hết dịp, chờ nhau trong vĩnh viễn ngôi quên. Thấp thoáng thiều quang mỏng mảnh giường, nhành hoang thạch thảo ngậm mùi vương. Chờ nhau chính kiếp tam sanh tại, thạch thượng khuê đầu nguyệt diễu mang. Bùi Giáng. Sưu tầm từ nguồn Internet và tài liệu tham khảo qua những tác phẩm của thi sĩ Bùi Giáng và Thân Hữu. Đây chỉ là phần phụ. Có một giai thoại độc đáo của thi sĩ Bùi Giáng. Thật ra là có tất cả ba câu chuyện mà hai chữ giai thoại thường đi đôi với câu tam sao thất bản hay hư cấu. Nhưng hư cấu là chỉ với không gian, chứ riêng hai câu thơ lục bát là có thật. Một, ở quán cà phê tại đường Lê Chân, Tân Định, nhà thơ Huy Tưởng. Hai, ở thành đoàn Duy Tân. Và ba, chính là tại trụ sở Hội Nhà Văn số 81 Trần Quốc Thảo. Qua một đêm tâm sự với giáo sư Trần Kim Sa, mới thấy câu chuyện giai thoại này ở Hội Nhà Văn là thiết thật nhất. Xin lỗi các chị, đây là giai thoại đọc để cho vui, nếu có phiền thì bắt chước nhà thơ nữ. Hứ một tiếng rồi xách dép chạy mất, và nếu có buồn thì tôi sẽ không dám viết thêm về bài của Phạm Công Thiện nữa. Một hôm, Bùi Giáng ghé Hội Nhà Văn chơi. Lúc bấy giờ nhà thơ Thu Bồn, một ủy viên ban chấp hành Hội Nhà Văn Việt Nam, đang trò chuyện với nữ sĩ Thu Ba, trông thấy ông bèn gọi lại bảo rằng, nghe đồng ông có tài xuất khẩu thành thơ, làm một bài cho anh em nghe chơi. Bùi Giáng gãi tay trả lời, lâu quá tôi không có làm thơ, quên mất cả rồi. Thu Ba năn nỉ, làm đại một câu lưu niệm đi, bấy lâu chỉ kiến văn kỳ thanh, hôm nay mới diễn kiến kỳ hình ông đó. Bùi Giáng cười cười, nhưng tôi làm dở đừng có cười tôi nha. Thu Bồn dục, thôi mà đừng khiêm tốn nữa, không ai cười đâu. Bùi Giáng tặng hắn một tiếng rồi đọc, Thu Ba khen ngợi Thu Bồn. Thu Bồn cảm động sờ 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 vai Thu Ba. Thu Ba nhăn mặt, ý dạ, ông làm thế lục bát mà chẳng có dần có điệu gì hết trơn vậy. Bùi Giáng tẩm tiệm đáp, thì sức tôi chỉ có vậy, cô muốn có dần thì kiếm chữ nào khác mà thay vào đi. Thu Ba bỗng đỏ mặt hứ lên một tiếng. Bùi Giáng lại cười một cách ngây dại rồi quay đi trước cái nhìn đầy giận dữ của Thu Bồn. Bùi Giáng là vậy, ông bất ngờ đánh lạc hướng cái thú chơi chữ chơi vần mà nhiều nhà thơ thường hay làm. Chắc bà con biết cái chữ gì thay cái chữ vai rồi chứ. Tác giả Hồ Ngọc Danh. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.